từ từ nha. Cho ông đỡ dặn làm luôn. Cứ một cọc 200.000 như thế này sẽ là 20 triệu. Anh 20 nè. 40 60 80 100 106 triệu mấy trăm nữa coi. 1 2 3 4 5 6 106 triệu 109 mấy mình làm chẳng luôn 200. Mình khi mà vô trong nhà mọi người, mình cảm thấy nó rất là có cảm xúc ở chỗ là nhà bị dột thế này nè. Mà sống trong cái cảnh mà không có điện đài gì hết trơn á. Tối là tối thui luôn à. Mà nếu mà trời mà tối mà còn mưa nữa mọi người thấy không? Cái cảnh mà nó như thế này nè. Cái mảng tường mà khi nè mọi người xem, mà khi mà nhăn lắc thế này là nó muốn rớt luôn à. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại thôn Suối Lâu thuộc huyện Cam Lâm. Sorry mọi người, thôn Suối Lâu thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thì ở chính tại cái thôn này thì đa phần là người đồng bào rắc lây, cuộc sống thì rất là khó khăn. Thì vô tình là Nhân đi phát quà từ thiện thì Nhân có bắt gặp hình ảnh một căn nhà mà với cái cuộc sống hiện đại như thế này rồi mà hai vợ chồng trẻ cùng với một đứa con ở trong một cái căn nhà đất, mà căn nhà không phải gọi là căn nhà mọi người, nó nghiêng qua như thế này, nó gần như là đổ sập rồi, thì cái căn nhà trống lỏng luôn. Thì vì thế mà Nhân đã cố gắng cùng với lại rất là nhiều những mạnh thường quân đã giúp anh chị xây nhà. Và trong khoảng hơn một tháng nay thì cái tiến độ xây nhà thì đã xong rồi. Vì thế mà hôm nay Nhân đến, Nhân review căn nhà và Nhân thăm nhà. Thì bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành cái video này cùng với Nhân nha. Thật ra thì nếu mà xây một cái căn nhà cấp 4 như thế này á, nó không phải lâu như gì đâu. Nhưng mà trong quá trình xây nhà gặp mưa với lại bão mọi người, vì thế mà bị gián đoạn một khoảng thời gian, nên bây giờ cái căn nhà đã xong rồi. Chào anh chị. Dạ con chào ông. Trời mới sáng uống rượu sớm vậy. Món sớm 10.000 mua 10.000 uống trời đi chứ. À uống 10.000 hả? Có 10.000 mà đâu có tiền đâu mà mua. Rồi bây giờ uống 10.000 rồi trưa uống mấy ngàn? Giờ trưa đâu có nữa. Đấy là uống buổi sáng thôi hả? Trời ơi, mới sáng mà uống được giỏi vậy. Bữa giờ anh chị vô nhà ở chưa? Bữa giờ chị vô nhà ở chưa? Dạ. À mình ở tạm chứ mình chưa có ở hẳn hả? Vậy là dự tính là hôm nào về ở hẳn? À khi nào cúng rồi vô. Thôi anh chị đem em thăm nhà tí nghe. Thì mọi người cũng thấy rồi, nguyên một cái dãy này thì căn nhà này là được nhìn vô là mình thấy to nhất. Từ từ ông tráng nền, tráng cái sân thấy không mọi người, sạch sẽ không? Ui, có khung máy nữa nè, khung sắt cũng đảm bảo này. Cửa kính. Chào chú. Chú đang làm cái gì ở phía trong nữa? Mấy cái chốt. Dạ. Còn mấy cái chốt nữa là xong. Chốt nào chú? Chốt này hả? À cho nó giữ lại hả? Ờ chú Tư làm cửa sổ này. Wow. Được á. Đây là hai phòng ngủ nè. Bộ mình quét sơn lại một tí nữa hả? À. Dạ. Đây phòng ngủ này.
Không, thế này là được rồi, vừa. Đây là khuôn viên sinh hoạt khách này, phòng khách. Bây giờ mình đi ra sau, mình tham quan phía sau đi. À, vậy là anh chị cái mùa mưa này không có cái chỗ ngủ thì bê cái giường ra sau nhà nằm. Nhà vệ sinh. Rồi đây bếp. Ra hỏi thăm chú Tư một tí. Chú Tư ơi, con hỏi thăm xí chú Tư. Thì trong cái quá trình mà xây nhà có gặp phải cái vướng mắc gì không chú? Không, ở đây cũng rất tốt lắm. Ở đây cũng người sống rất là tốt. Vậy hả? Điện nước rồi các thứ rồi cũng được rồi, không phải như mấy hôm nữa. Cái lúc đầu vô mình xin điện cái đồ nó hơi khó chút. Khó khăn, quen rồi bắt đầu là tốt, mà mình, tốt lắm. Mình quen rồi thì nó đỡ hơn. Đỡ hơn. Vậy thì khi mà chúng tôi trong quá trình xây dựng chúng tôi có thống kê lại những cái này chứ? Có, đồ vật liệu rồi tôn sắt gì đó. Có thì có hóa đơn. À, chú có thể lấy không coi được chút? Có chứ, đây nè. Nhân xem thử chú Tư xây hết căn nhà này hết bao nhiêu tiền. À đây, thôi, chú cháu mình ngồi đây luôn đi. Kịp thời mấy cái cửa không, đây, mấy cái ấy không mà. Ngồi đây, ngồi kính. Đâu. À. Một cái hóa đơn bán lẻ này là bán lẻ cái gì đây chú? Để mấy cái cắt mấy cái kính với lại mấy cái khung bảo vệ. À là hết 4.4 triệu rồi đấy hả? Mấy cái đó không mà đã 4.4 triệu, chưa nói cửa. 4.489.000 cho 4.5 triệu đi. Trời là bao nhiêu mấy cái khung kính không á? Khung kính nữa, khung kính với lại mấy cái khung bảo vệ không á. À, còn cái này là nhôm sắt. Cái này là sắt xà gồ. Sắt xà gồ. Ừ. Là sắt với xà gồ thôi. Ừ, sắt tôn đó, tôn đó, sắt tôn đó, tôn với xà gồ nè. À, rồi, 10.820.000. Ừ, mua thêm một cây nó bị thiếu, mua thêm một cây nó chạy 12 triệu. À, 12 triệu hả? 12 triệu. Cát xây, cát tô, đủ thứ. À, chú có ghi rất là rõ nè, nhà suy lâu là chú ghi bản thống kê vật tư nè. 61.500.000. là vật tư á, là hết tổng hết rồi. Cho... cửa chín cánh luôn nè, sơn màu bột, sơn bồn màu cầu. Bột luôn, bồn cầu, dạ. Rồi. bi hầm cầu, sắt đúc, xà gồ, tôn, xi măng, 90 bao nè, cát tô nền 6C, cát tô 2C, cát xây 3C, gạch 9 thiên, đá là 46, đá trẻ nữa. Trời, như có tao. Trời, cái này là vật tư không hả chú? Vật tư 61 triệu á. Vật tư 61.500.000 thì Nhân là không phải là một trong những người rành về bên xây dựng, nhưng mà Nhân nhìn thấy cái bảng thống kê này thì chú Tư ghi rất là cụ thể rồi. 61 triệu về công cán rồi sao chú? Công là 40 triệu nữa. Trời. Tiền công không? Tiền công á hả? Ừ. Chết. Rất là rẻ. Không á. Vậy hả? Cái nó bự mà. Tiền công 40 nữa. Tại tính ra cái nhà này là 100 lẻ mấy rồi hả? 1 triệu. Đúng rồi chứ. Vậy thì chú xây hết như này là bao nhiêu mét vuông chú biết không? 60 mét vuông. Rất là đúng rồi chứ gì nữa. 60 mét vuông. Dự trù hồi xưa chú cháu mình vẽ là một cái bản kế hoạch là 8 nhân với lại 8 nhân mấy nha? 8 nhân 8 hả? 8 nhân cho 7 hay 6 thì thôi. À, 8 nhân 6, 8 nhân 6 48 thôi. Làm cho thêm nó thêm. Rồi cuối cùng bây giờ chú làm cho tới là 60 mét vuông. Ừ. Xong cái sân bỏ không tính á. Cái sân là cho không tính. Cái sân bây giờ cũng phải là 5 triệu chứ. Ừ, 5 triệu cho hôm qua chở xi măng cho làm công cán là hết 5 triệu cho luôn không tính. Thì cái lần đó là chú Tư ứng hết bao nhiêu ta? 80. Chú Tư ứng gia đình là 80 triệu. Trời đó con coi thử coi nè. Đi kêu anh chị qua đó. Giường luôn. Trời gãy cái giường. Giờ không có cái giường mà nó nằm nữa, gãy rồi. Gãy sẵn rồi. À, cái giường nó gãy sẵn rồi. Trời ơi. Ngồi một phát lên nó là cái ầm luôn. Gãy giường luôn. Thôi bây giờ lỡ ngồi luôn chứ gì nữa chú. À, lỡ ngồi. Tại vì nó gãy rồi mà đúng không? Không. Nè nó gãy sẵn rồi mà. Trời ơi. Rồi chú ngồi đi chú. Đang ở dưới. Trời ơi. Giường gì đâu mà. Chị ngồi xuống không chị? Nặng có 70 cân chứ mấy mà. Anh chị ơi thế này nè. Thì nhà á, thì chú Tư hôm nay là chú Tư bàn giao phải không ta? Nay giao rồi xong rồi.
Nhà thì hôm nay là chú Tư chú ấy bàn giao. Đây, nó mới. Thì con mượn cái sổ chú. Đấy là chú Tư chú làm á, là chú Tư chú có thống kê trong đây nè. Đó hóa đơn là thống kê đều. Đâu chú? Đó. Nằm ở trang nào đâu? Xe nhiều nhà quá giờ lật không tìm ra trang nào anh. Không phải. Nhiều quá. Xe nhiều nhà quá hả? Đây. À, cái nhà của mình á thì lúc trước á là dự tính là sẽ xây là 8 nhân với lại 6 là chỉ có là 48 mét vuông thôi. Và sau đó thì chú Tư chú nói nếu mà xây như vậy thì nó nhỏ quá, nó cũng lỡ cỡ một cái nhà ở một cái đời người. Vì thế chú Tư chú nói là thôi bây giờ chú cố gắng chú xây cho rộng thêm một xíu. Thật ra một xíu thì nó cũng phải một xíu mà hơi nhiều á, xây tới 60 mét vuông. Thì hồi đó là dự tính là trong cái khoảng là 80 triệu thôi, là cho nó đủ là trong vòng 48 mét vuông thôi. Mà bây giờ chú xây hơi bị rộng quá. Thì cái đây là cái vật tư này, cái vật tư chú ấy mua này. Tổng vật tư nó là 61.500.000. Thì ý là cái này muốn đưa cho anh chị xem để anh chị biết. Đây là vật tư này. Còn cái vấn đề tiền công thì chú Tư chú ấy nói là khoảng cỡ 40 triệu bao gồm cả thợ phụ rồi thợ xây thợ chính gì đó. Mà hồi đó chú Tư chú ứng là 80 triệu. Thì hôm bữa là khi mà em sau khi mà em tra tiền cho anh chị á thì có một cái anh nữa, anh cũng gửi tặng cho anh chị một ít tiền. Cái số tiền đó nó 5 triệu mấy anh. Đâu rồi chú? Đây nhà đất này. Anh Đăng Khoa gửi cho anh chị là 5.022.000. Đó thì bây giờ cái tiền này là em gửi cho anh chị 5.022.000. Anh cầm đi. Rồi chú Tư, bây giờ cái chỗ chú Tư á thì có cái cô kia á là cô tặng cho chú Tư 2 triệu. Đây cũng gửi cho chú Tư luôn. Cô Nhàn và cô Quý ở nước ngoài tặng cho chú 2 triệu. Cảm ơn. Thì bây giờ cái vấn đề tiền công kia rồi, bây giờ chú Tư nói với anh chị đi. Bây giờ cũng biết làm sao, bây giờ làm thêm gì đó cũng chẳng biết làm sao. Thì bây giờ chú khổ là chú nhận ở nhà rồi chú nói đi. Nó có ở rồi, có chỗ cầu, chỗ bếp đồ làm cho nó đàng hoàng một chút xíu. 80 triệu thì không đủ rồi, bây giờ cũng chẳng biết. Bây giờ chú lấy thêm bao nhiêu? Thì bây giờ nói chung là cho bớt bên phía đó là 5 triệu, còn lấy 15 triệu thôi. Đó là cho đi rồi, cho luôn cả cái sân nữa. Chứ giờ biết làm sao, giờ thấy khổ quá. Bây giờ là chú thêm 15 triệu nữa là tổng cái nhà này là 95 triệu. Rồi 95 triệu thôi, rồi cho 5 triệu, cho luôn cả cái sân 5 triệu nữa, chả hết 10 triệu. Dạ. Thấy cũng không biết làm sao bây giờ. Thì cái tiền hồi trước em đưa anh chị 100 lẻ mấy triệu đó, rồi em chú Tư chú ứng 80 á, rồi anh chị còn giữ đó không? Cũng ít là ăn uống. Dạ, ý là bây giờ là còn đủ để trả tiền cho chú Tư không? Là không biết. Cái khoản này là 5 triệu nè. Bây giờ anh chị coi thế còn được bao nhiêu? Chú Tư là chú lỗ cũng khá. Chú lỗ cũng khá nhiều. Đâu, tiền có. Tiền có đấy hả? Dạ. Chưa biết nãy lên chỗ đồ có không? Ngồi đây, ngồi ngay chỗ này luôn, tiền đến đây luôn. Trời ơi. Bỏ đồ luôn. Dạ. Rồi sắp tới rồi anh có tính anh kiếm công việc gì anh làm không? Để nuôi vợ nuôi con chứ. Là dạ. Ở đây biết hết rồi. Anh đếm đi. Anh đếm đi. Hai đứa em đếm giùm cho. Chứ anh đếm thấy cũng hơi. Rồi, bỏ tiền đi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, 70, 71, 72. 72 tờ là thành nợ. Nhân lên. Bảy mươi hai, 14.400.000, 14.400.000. Vậy thì bỏ vô đây 500 nữa, 600 nữa, lấy ba tờ nữa, ba tờ nữa là đủ. Tờ nó thành 15. Chú Tư đếm lại thử chú Tư. Thôi bây giờ nè, chú Tư nói thế này nè, thấy hai chồng khổ quá, cho thêm 5 triệu nữa, lấy gì 10 triệu thôi. Ủa vậy hả? Ừ, cho thêm 5 triệu nữa, lấy 10 thì, triệu. Thì chú Tư nói vậy thì anh thấy sao? Thấy khổ quá, cũng không biết lấy. Chú ấy là quá là vậy hả? Thôi con 5 triệu là chú tôi tặng cái giường phải không? Tặng luôn cho cái giường. Chứ ngồi gãy cái giường. Đấy là giờ chú tôi tặng 5 triệu đó anh chị mua giường phải không? 1, 2, 3, 4, 5. Giúp giùm luôn cũng được. Dạ, 1 triệu. Có giường mới nha. Coi như mình kia cho 5 triệu, chỉ cần thêm 5 triệu nữa là đủ rồi. Cũng không cần gì nữa đâu, như đó là còn hai chồng còn lại số tiền đó. Ăn uống được các thứ rồi, còn con cái mình nào cũng thấy. 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Chú Tư. Rồi, chú Tư là chú hồi bữa chú có nói với Nhân rồi là chú vừa xây mà chú vừa làm từ thiện nữa, chú giúp. Chú giúp để chú đấy, đây mười. Cái nhà này mà hết tổng quát có 90 triệu rồi thấy. Dạ. Thì 60 mấy vuông xây nó cũng hơi cực. Cực với lại sân nữa, các thứ đầy đủ hết. Sân nữa. Thì nói chung may cũng gặp chú Tư, chú cũng ráng nới cho cái nhà rộng. Chứ 48 mét vuông thì thật ra 48 mét vuông là cũng đã rộng rồi. Mọi người có biết không, là một cái căn hộ ở phố á, thì nó cũng dao động tầm khoảng cỡ 36 cho tới là 40 mấy mét vuông thôi. Một căn hộ mà người ta ở được á, thì mình xây một cái căn nhà mà 60 mét vuông là cũng khá rộng rồi. Thì bây giờ nhà thì xong như vậy rồi, anh có anh có cái tâm nguyện gì không? Tâm nguyện ý là anh thấy có nhà nhiêu đây là cũng đã đủ rồi. Anh thấy là xây như vậy thì cái chi phí như vậy nó có hợp lý đối với anh không, hay là nó có sao? Thấy hợp lý phải không? Nó vừa túi tiền của mình hả? Thì bây giờ nhà thì có rồi, nó kêu là an cư lạc nghiệp. Nhà có rồi thì bây giờ cố gắng làm cách gì đó suy nghĩ mà kiếm tiền đó. Làm ở đây người ta không có kêu làm đâu. Lý do sao mà người ta không kêu làm ta? Mình sợ mình bị giật á. Ý là sợ anh bị giật. Sợ chết. Sợ trong anh đây, chết. Ở trong đây người ta biết hết. À, cái khu đây người ta biết anh là lâu lên cơn rồi. Sợ anh chết ở chỗ làm. Rồi chị thì bữa giờ là chị làm cái gì? Có xin công ty làm gì? À, chị xin công ty rồi hả? Công ty cà. Làm có một buổi hả? Ủa là sao chị? Chị xin công ty gì? Công ty cà. Công ty cà hả? Dạ. À, chú từ tí nữa gặp chú xong nữa nghe. Ủa chị là chị làm ở công ty cà hả? Dạ. Chị làm được mấy ngày rồi? Mới có một ngày rưỡi à. Làm có một buổi à. Buổi gì không có hàng á. À, là có nghĩa là cứ một ngày đi làm có một buổi thôi. Mà làm được là một ngày rưỡi rồi. Dạ. Thì họ trả công cho chị như thế nào? Làm ăn tiếng á, 1 tiếng 15 ngàn. 1 tiếng là 15 ngàn. Mà làm một buổi vậy là chỉ có 8 tiếng thôi. Ê, được 8 tiếng không ta? À, làm nhanh thì ăn tiền nhiều hơn. Ăn sản phẩm. À, làm ở đó là ăn thêm sản phẩm nữa. 1 tiếng 15 nghìn cộng với là sản phẩm. Ủa thôi thế cũng được. Có cái công việc rồi mọi người. À quên. Thì có rất là nhiều mạnh thường quân đã góp sức để mà xây nhà. Thì có một số khán giả mới sẽ không có biết. Vì thế mà với lại có một số mạnh thường quân họ cũng không có nhớ là mình đã đọc tên chưa. Thì bây giờ mình sẽ đọc lại cho mọi người nghe. Đây này, danh sách ủng hộ xây nhà nè mọi người. Đó, bây giờ Nhân xin phép Nhân đọc lại cho mọi người biết nha. Thì Nhân gà 10 triệu. Chị Hương ở Sài Gòn 2 triệu. Anh Luân 50 nghìn. Anh Hiếu Đồng Nai là 10 triệu. Anh Duy Hải ở Đồng Nai 2 triệu. Cô Vũ Thị Ánh ở Mỹ 2 triệu. Chị Thanh Vân 5 triệu.
cô Hoa ở Mỹ 4.546.000, vợ chồng chú Lâm cô Thanh ở Mỹ 5.000.000, ông bà Tư ở Úc 3.000.000, cô ở Mỹ giấu tên 11.500.000, cô Julie Hoàng 22.700.000, cô Thanh ở Úc 8.400.000, em Nguyễn Quỳnh Như ở Mỹ 20.000.000, tổng số tiền là 106.196.000. Cộng với hôm nay anh Đăng Khoa anh tặng cho anh chị 5.020.000 đó, thì nó sẽ ra là 111.000.000 đó. Nói chung những cái số tiền này nhân trao cho anh chị hết rồi. Mà sau khi tới xem anh chị có một cái căn nhà để ở như thế này, mình cũng cảm thấy khá là mừng. Em mừng thay cho anh chị luôn. Mà nhờ có anh mình có căn nhà này. Anh biết sao không? Khi mà tới tự nhiên giữa một cái khu dân cư như thế này, ai cũng có nhà mà có nhà gạch hết. Thấy cái nhà của anh rồi nó siêu, nó vèo, nó muốn sập rồi. Thì khổ quá. Dạ. Giờ ít đất ở đó. Dạ. Ở tới bây giờ. Vậy thì bây giờ là thu nhập chính là từ chị thôi. Anh ở nhà chăm con. Họ đó làm được chứ. Bây giờ này. Bây giờ ở nhà của cô. Ừ, ở nhà chăm con. Có người ta kêu thì làm được một ngày hai ngày mà người ta không kêu nữa đâu. Ừ. Vậy thì với cái sức khỏe của anh á, anh mong muốn là anh làm cái công việc gì? Công việc đâu mà làm. Không, ấy là anh cứ nói cái mong muốn anh làm cái công việc gì mà phù hợp với anh. Có ai kêu cái nào làm cái đấy. Có nghĩa là ai kêu nhưng mà phù hợp thì mình làm. Không có phù hợp. À có nghĩa là kêu là làm thôi chứ không cần phù hợp. Dạ. Nhưng mà vừa cái sức mình thôi. Mà nặng quá thì nó lại lên cơn. Không phải nặng, ý là nắng quá. Ý là đâu có chịu nắng. Bị nắng hả? Ừ. Say nắng. Say nắng. Dạ. Chỉ có bữa cũng đi dậy cỏ mì đó. Mới đi gì dậy cái rọc. Gì hả? Là bị nắng quá. Làm một nắng, làm nhanh. Dạ. Thôi anh chị cố gắng mua cái giường nhỏ. Mua cái giường nhỏ rồi để trong phòng á. Cho thằng cu nằm. Bữa nay thằng cu đi đâu rồi chị? Chơi. Chạy vòng chơi suốt hả? Lì lắm. Lì. Thì con nít thì đứa nào nó cũng vậy mà. Dạ. Chị có việc làm rồi, chị thấy vui không chị? Vui chứ. Việc làm của chị là có cần phải nộp hồ sơ hay cái gì không? Không, nộp giấy chứng minh. Có. À, chỉ cần giấy chứng minh thôi. Dạ. Ở nhà của anh chị á, bây giờ á, để mà nói mà bắt điện lực là bắt không được, bởi vì anh chị chưa có hộ khẩu. Anh muốn bắt điện là phải có hộ khẩu. Ý là tách khẩu. Anh tách chưa? Chưa. Anh phải tách khẩu. Anh tới xã, anh nhờ anh kêu là bây giờ cho tôi tách khẩu. Tại vì xây nhà mình cũng xây xong rồi. Tách khẩu cùng địa chỉ nha. Anh kêu là tách khẩu cùng địa chỉ. Chứ anh nếu mà tách khẩu không cùng địa chỉ thì anh phải có sổ đỏ. Anh phải nói người ta là tách khẩu cùng địa chỉ. Yeah. Thì người ta sẽ tách anh một cái hộ khẩu ra. Thì từ hộ khẩu đó mình mới đi đăng ký điện được. Người ta mới lắp cho anh. Thì bây giờ chị có công việc ổn định rồi. Thì mình cứ xài điện. Nhưng mà em nghĩ là điện anh chị xài cũng không bao nhiêu đâu. Tháng chắc cứ nhiêu này. Tháng anh chị xài chắc cỡ mấy chục nghìn tiền điện. Bởi vì mình cũng đâu có máy lạnh, máy giặt, tivi gì đâu. Đúng rồi. Ừ. Thì cố gắng làm để dành, rồi mua cái tivi coi cho nó sướng với người ta. Thôi nói chung nhà thì cũng đã xong rồi anh. Dạ. Nhìn thấy căn nhà thì em cũng mừng thay cho anh chị rồi. Thì em giúp anh chị tới đây là xong rồi. Còn cái vấn đề còn lại về tương lai của anh chị thì anh chị cố gắng làm ăn, rồi giữ gìn sức khỏe. Dạ. Có cái dịp nào đó, có cái duyên em xuống đây thì em ghé nhà em thăm anh chị. Dạ, vậy thì em chúc anh chị sức khỏe nha. Dạ. Em chào anh chị nha. Chào chị nha. Cảm ơn. Sẵn cái dịp mà nhân ghé nhân thăm nhà anh chị mà mình mới giúp xây xong cái nhà thì nếu mà mọi người xem cái video mà mọi người gặp cái chú mà chú nhặt phân bò hồi đó nhân có làm cái video về chú, và sau khi nhân đăng tải video lên thì cũng có một vài mạnh thường quân tặng cho chú ít tiền đó, nhưng mà nhà chú thì cũng ở gần đây, thì vô tình trên đường đi vô nhà chú thì nhân gặp chú đang làm cái gì ngoài đường, mình ghé mình xem thử ông chú làm cái gì kìa. Đó, cầm cái rửa, chặt cái gì kìa. Chú chặt cái gì chú? Chặt củi hả? Ủa, củi của con mà sao chú chặt? Cười gì trời? Hả? Nhưng mà củi của con mà sao chú chặt hết đi?
củi để con mang củi con nấu cháo heo mà. Hả? Chú chặt hết củi rồi, giờ củi đâu rồi con chặt? Chú? Giờ chặt giờ nó canh nó cũng ăn thứ dại chứ làm gì đâu. Nhưng mà ý con nói là củi của con. Thì củi của con ừ. Được tẩy đâu. Thì ý là con để dành cho nó khô giờ con tẩy mà. Dạ. Dạ. Vậy thôi chú tẩy giùm con đi. Dạ. Lát nữa con mang về. Dạ. Chú nhớ con không? Nhớ nhân mà. Nhớ nhân mà nữa. Con tưởng là chú không nhớ chứ. Dạ, không nhớ. Bữa nay không chú không đi nhặt phân bò nữa à? Bữa nay phân bò bị ướt quá mưa mà. À, trời mưa ướt hả? Ừ. Sao bữa nay nhìn người chú tàn tệ hơn đợt trước vậy? Thì bữa chú lượm phân bò này mặc áo thế đại cho. Ừ. Cho bây giờ tẩy củi mặc quần đẹp quá cũng nhịn thôi. Dạ. Ý là chú ấy củi khô là về nấu cơm hay sao? À, vừa phơi khô xong nấu nước nấu cơm luôn. Dạ. Cho bây giờ có bếp ga đâu. Chú bị ốm hay sao con nghe chú sức dầu á? Hả? Chú có sức dầu phải không? Không có, chết chút ngừa. Hả? Chết chưa? Chết rồi. Chết thằng nào? Chết đầu bữa. Chết đầu hồi bữa mà giờ không nghe mùi. Nè con giấu này nghe. Đâu giấu đâu? Sao tay chú bị sao mà run dữ vậy? Ừ, đâu? Giấu nè. Đây hả? Ừ. Giấu bự vậy hả? Ừ. Sao con chích không có giấu mà sao chú chích giấu dữ ta? Chích đầu một mũi tháng 12 đi chích tiếp. Tháng 12 chích tiếp? Ừ. Chú chích thuốc của nước nào? Về... Ấn Độ hả? Bên về cái... Ấn Pakistan hả? Thuốc gì ạ? Không biết nữa. Chọc chú. Chú à, có người tặng cho chú ít tiền. Cảm ơn con gì. Dạ. Cảm ơn tổng đài. Đó con coi gì cảm ơn tổng đài hả? Cảm ơn hết tất cả. Chú cảm ơn tổng đài. Chú này à, có người tặng cho chú tiền nè, đây con coi. Chú là chú Hoàng rất lay. Mạnh Thường Quân à, chị Vân 1 triệu. Em Mỹ Nhiên 2 triệu. Tổng số tiền là 30 triệu. Hả? Đi nè. À bữa xuống dưới đó là bữa hả? Làm ở dưới đó. Là dưới nào chú làm cái gì? À, làm gì phóng gì ở dưới đó cho rồi nó ủng hộ. Chú làm phóng gì? Cũng không biết nữa mà thằng rể nó đem đi. Thằng rể đem đi. À. Làm phóng. Phóng viên hay là hỗ trợ về nó gọi là một năm á. À, ý là có phóng viên tới nhà hỗ trợ. Ý là dứt kia luôn. Vô cái camera quay sát luôn. Quay sát luôn hả? Nhưng mà camera con hơi xe. Ý là hồi đó họ quay sát luôn đây luôn hả? Sát mặt luôn. Quay sát mặt luôn, trời ơi. Đó thì đấy con nói nè. Chị Vân 1 triệu, em Mỹ Nhiên 2 triệu, tổng số tiền 30 triệu. Con gửi chú. Cảm ơn. Đủ với chú 3 triệu nha chú nha. 1 2 3 triệu. Cảm ơn. Cái này là của Mạnh Thường Quân tặng chú. Cảm ơn rất nhiều. Không phải tiền của con. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Vâng. Vâng ha, vâng với lại em Nhiên. Mỹ Nhiên. Vậy cảm ơn nhân nữa. Con có làm gì chú đâu mà cảm ơn, con tiền của người ta tặng cho chú mà. Chú đang chặt củi hả? Đâu không chặt thôi được không? Chặt không được rồi, chúng tè á, chúng tè á. Ý là chỉ róc ra thôi vậy đúng không? À, róc cho nó gọn gọn nè. Chặt nè, nghĩ sao mà kêu mình không biết nó làm trời. Hồi xưa con cũng đi ấy củi để mà ở nhà nấu ăn mà. Để con kiếm cây, con chặt cây nó cho chú nè. Đây cái này nè. Trong bẩn à. Hả? Trong bẩn, chứ không phải đâu. Chứ đây này. Thấy đường liền không chú? Đường, đường, đường. Còn đó chứ không phải đơn giản. Úi trời ơi, xong rồi. Mũ, rửa tay. Ờ, xong rồi, dính mũ. Ờ, cây tươi mũ không à? Cây này, cây... Thôi xong rồi. Cây si á. À, cây si à? Cây si. Trời, dính mũ rồi. Mũ hơn, mũ xài. Thôi chú ơi, con ghé con thăm chú một chút gì đó, con gửi tặng tiền chú. Rồi giờ con đi nghe, chúc chú sức khỏe nghe. Cảm ơn nhân. Dạ. Cảm ơn tất cả. Sáng giờ nhậu chưa? Chưa nhậu hả? Đi về nhà nhậu. Trời ơi, lấy tay củi chưa? Hả? Tay củi. Để đây luôn. Thật. Có tiền lấy 3 triệu đó mình đi mua củi mình xài. Có. Đi về nhậu.
Bình thường chú uống rượu thôi đúng không? Đi đi về uống bia. Tới tới. Sao? Tới hả? Nhà. Hả? Nhà. Nhậu không? Nhậu không? Ở nhà đâu có người đâu. Quay chi nữa? Giờ về nhậu chứ quay chi nữa. Thôi con chú sức khỏe nha. Chọc chú một tí vui. Chú à, chú chặt củ đi. À mọi người. Hôm nay Nhân đi một công nhưng mà đôi việc. Mình ghé mình thăm chú, gặp chú chặt củi đây nè. Thì ở cái thôn Suối Lâu này thì Nhân giúp được một gia đình hai vợ chồng trẻ xây một căn nhà cũng nhỏ nhỏ. Rồi giúp cho chú Hoàng được ít tiền để chú xoay sở trong cuộc sống. Thấy chú cũng tội. Cái đợt trước mà Nhân gặp chú mà chú nhặt phân bò, Nhân cho chú 500 nghìn đó. Xong rồi chú lang thang đi bộ thẳng vô ngay cái chợ. Mà Nhân nghĩ là chú đi mua cá. Bởi vì người đồng bào rất lây á, đôi khi họ ăn rau rồi không à. Chứ ít khi mà mua cá, mua thịt bởi vì không có tiền mọi người. Bởi vì Nhân đi mấy cái tỉnh miền núi, Nhân thấy người rất lây, Nhân cũng biết rồi. Thì đó, hôm nay thì Nhân đã hoàn thành xong hai cái công việc ở đây rồi. Và một lần nữa thì Nhân xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng với Nhân trong những cái chuyến thiện nguyện để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thì Nhân cảm ơn rất là nhiều. Và nếu mà mọi người xem video của Nhân chia sẻ thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.